xin mời anh. Dạ, mình tranh luận với bạn Minh Dương, về cái vấn đề nhá, tại sao mình ưu ái Trung Quốc mà không ưu ái với thằng Mỹ, thằng Tây, đúng không? Dạ. Tôi trả lời ngắn gọn nhé, với bạn là trình độ Việt Nam của anh đến cấp nào? Bây giờ một quả thanh long thằng Mỹ nó sẵn sàng nó mua anh, đúng không? Nhưng mà anh phải biết là nó đạt tiêu chuẩn nào mới xuất được sang Mỹ. Bây giờ 10 quả thanh long, đúng không? Anh xuất sang Mỹ anh chỉ xuất được 2 trái, 8 trái anh vứt cho ai ăn? Cái thị trường Trung Quốc không phải mình yêu ái nó, nhưng mà mình tương đồng cái trình độ với mình để mình cùng phát triển. Và cái luật là ép tới ép lui đấy là cái kinh tế thị trường mình còn phải học hỏi Trung Quốc nhiều. Kinh tế Việt Nam bây giờ bạn có thừa nhận là không bằng Trung Quốc không? Chúng ta như một cái con thuyền nhỏ ra cái biển lớn. Đó, vậy thì chúng ta phải chơi với những người cái tiêu chuẩn từ nhỏ lên đến lớn. Bây giờ anh nói rằng, bạn nói rằng tại sao không chơi với Mỹ, với Tây? Thế bạn hỏi là vậy thì cái thằng Pháp với thằng Mỹ nó sẽ hỏi bạn một cái câu này: tôi sẵn sàng tôi mua của anh, nhưng đến lúc anh trở sang tôi mới nói là của anh không đạt tiêu chuẩn tôi không mua. Bạn thoải mái chưa? Bạn hỏi tiếp đi, tôi sẽ trả lời bạn. Dạ chú nói rồi, gì đó tức là nói sao mình yêu ái Trung Quốc, tức anh, là anh, nó bạn vừa rồi nó mua được hàng của mình với giá đó. Đó. Dạ dạ. À, có đúng vậy không bạn? Người ta yêu ái người ta mua cái hàng đó, tức là cái trình độ nông dân Việt Nam. Chú nói như vậy là con không đồng ý, chứ nếu mà kinh tế mà nó ưu ái là con không đồng ý cái chuyện đó. Không. Tại, cái con nói chú tại sao mà không cho cái người nông dân Việt Nam mình cọ sát với những cái thị trường khó tính như là châu Âu hay là Mỹ? Tại sao Thái Lan làm được mà mình làm không được? Tại vì mình lúc nào cũng Việt Nam mình ấy hiện nay đang đa dạng hóa thị trường rồi. Ví dụ như quả thanh long hoặc quả vải đang đàm phán với Mỹ, với Nhật, tất cả các nước để mình đa dạng hóa thị trường. Dạ chú ơi, mình chỉ đàm phán thôi, chỉ có đàm phán xuông thôi, nhưng mà mình chưa có xuất ra được họ. Đàm phán để làm gì? Tại sao đàm mình không để xuất chứ để có nói gì? Chú tại sao mình đàm không cọ sát cái thị trường đó, mình không chơi những cái thị trường đó mà mình suốt ngày phải 80-90% cái nông sản của Việt Nam phải xuất cho Trung Quốc lúc, một cái giá rẻ bèo như vậy. Trong lúc đàm phán với tất cả các nước thì là thanh long của bạn mất đi à? Alo. Bạn Nguyễn cho mình ý kiến cái này. Bạn Nguyễn, bạn nghe với cái cậu gì mà tên gì đây anh biết, qua theo dõi ba cái diễn đàn của bạn Nguyễn thì mình trả lời với cậu như thế này. Thứ nhất là bạn cho là Trung Quốc là mình lệ thuộc nhiều về Trung Quốc, và thưa với các bạn trên kinh tế thị trường lệ thuộc kinh tế nhau đó là chuyện bình thường. Có nghĩa là nếu cái đất nước nào mạnh giàu sản xuất nhiều cái dụng cụ, và kể cả nước Mỹ bây giờ cũng lệ thuộc cái nền kinh tế của Trung Quốc, đó là một cái. Và nếu nói Việt Nam tại sao chúng ta không liên kết, không xuất khẩu qua những nước châu Âu, qua EU. Nhưng tôi đồng ý với cái quan điểm của anh bạn vừa nói rồi, là cái trình độ của chúng ta chưa có để đạt cái yêu cầu đó. Cái thứ hai nữa, tại sao các cái xí nghiệp của Trung Quốc nó vào Việt Nam nhiều và chúng ta chấp nhận cho những xí nghiệp đó đa phần? Tại vì cái trình độ dân trí và cái trình độ lao động phổ thông của người Việt Nam nó phù hợp với những cái nhà máy mà Trung Quốc nó vào. Và bây giờ các bạn muốn có một cái nền kinh tế đi lên thì trước nhất bạn phải tận dụng những cái gì bạn đã có sẵn. Những cái lao động phổ thông của đất nước này còn rất nhiều, thì những cái nhà máy sản xuất từng bước để cho lao động phổ thông đó có công ăn việc làm đó. Thì đương nhiên là chúng ta phải chọn cái Trung Quốc. Còn cái trình độ của bạn là cái trình độ đít lơm rút rơm trâu ăn mê, mà các bạn đưa cái nhà máy cũng những thằng khoa học kỹ thuật cao cấp vào thì các bạn làm cái gì? Các bạn có đáp ứng được cái yêu cầu đó không? Cái trình độ của nông dân Việt Nam bây giờ đang trồng thanh long nha, đang trồng thanh long, đang cấy lúa, mà bạn muốn đại đa số này phải đi vào những cái nhà máy sản xuất những cái đồ linh kiện điện tử. Đó là một vấn đề cụ thể của từng bước đất nước đi lên. Dạ chú Hùng nói gì là lại sai nữa rồi chú. Ông, chú lại sai nữa rồi. Bây giờ tôi hỏi lại bạn. Bạn có biết là năm ngoái mình đã ký tức là TPP, bạn có biết TPP là gì không? Hiệp định gì không? Hiệp định thương mại. Xuyên châu Á Thái Bình Dương. Châu Á Thái Bình Dương. Xuyên châu Á Thái Bình Dương, và vừa rồi mình ký cái EU, cái hiệp định gì không? Cái
là chú nhắc lại con ạ. Cái hiệp định APTA như thế Việt Nam hiện nay đang tức là ký kết với rất nhiều những tổ chức, những nước đấy về vấn đề kinh tế, chứ không phải riêng Trung Quốc. Như chú Hùng. Dạ dạ, thì để con trả lại cái của chú Hùng cái. Như chú Hùng nói mình là cái trình độ của mình ở dưới đích nôm là chú nói là con nói chú đã sai rồi. Chú biết cái nhà máy Samsung của Việt Nam đó, nó về cái nó cắt cái nhà máy Samsung Việt Nam mình, cái Samsung là một trong những cái tập đoàn mà là giàu nhất, okay, là cái okay. Kỹ thuật cao nhất của thằng châu thế giới mà về Việt Nam mình, với công nhân Việt Nam mình có làm được đấy sao? Tại sao những công nhân thằng Samsung làm được nhưng mà làm tại... được bao nhiêu cái nhà máy Samsung thì bây giờ con nó mới giải quyết được bao nhiêu công ăn việc làm, nó chỉ giải quyết cho một số người có một cái trình độ đó thôi. Còn cái ở đây là nhà nước người ta nhìn lại cái đại đa số của dân tộc, chứ người ta không nhìn một cái nhưng từng bước bây giờ những cái người lao động bây giờ không, này người ta giải quyết công ăn việc làm. Bạn Nguyễn Dương, bạn nên hỏi thế thôi, bây giờ bạn xuống để cho mọi người trả lời cho bạn. Bạn nghĩ là anh Bằng là mọi người nè, kết thúc những câu hỏi của anh của bạn Lương Dương, tại vì những câu hỏi của tôi bạn, thấy là ba cái diễn đàn rồi và bạn ba cái diễn đàn rồi bạn mình. Lên bạn chỉ có cái là bạn lên đây là chỉ hỏi những cái câu rồi, hỏi người kia bạn nó xuống rồi thôi. Cao Bằng Lân đây, anh xuống cho Cao Bằng Lân lên. Ok thôi, ý kiến tôi đồng ý với cái thôi anh bảo để cho anh Bình Vương. À thì cũng cái lĩnh vực này thì rất là nhiều luận điểm rồi, là rất nhiều cái luận điểm, mà nhất là các cái luận điểm của những người chống chống cộng thì hay đặt vấn đề những cái luận điểm bài trung, mục đích vẫn câu hỏi đó là có mục đích bài trung, đó là luận điểm chung bà quẹt thỏa mỹ bài trung, luận điểm bài trung cho nó ba đêm rồi nó không mang ý nghĩa là xây dựng cho việc đâu có đúng. Ok, nhất trí, tôi quan điểm đó tôi nhất trí, ba đêm rồi tôi để ý cái anh này rồi. Cho nên á, thôi để giải thích tóm lại này, hỏi nó một có ba vấn đề tại sao trong này. Cái thứ nhất, thứ nhất này, Luân Dương đặt mình vào một nhà kinh doanh đi, thì anh lựa chọn này, một anh khách hàng sát bên nhà anh, đỡ tốn vận chuyển, nâng cao giá thành, anh có lựa chọn không? Anh có bỏ cái thị trường đó không? Hay là anh chọn một cái chỗ vận, một cái khách hàng ở xa tuyết mù thôi, anh phải tốn vận chuyển không, nâng cao giá thành không? Đó là cái thứ nhất Luân Dương suy nghĩ. Anh là một nhà kinh doanh, anh có từ bỏ một cái bảng hàng, một cái khách thị trường 1.5 triệu dân để anh chọn một cái khách, một cái thị trường mấy triệu dân không? Anh lựa chọn khách hàng nào? Anh lựa chọn thị trường nào? Đó là cái thứ hai. Anh là nhà kinh doanh đương nhiên anh phải lựa này, gửi lên vận chuyển ít hơn, giảm giá thành vận chuyển. Anh phải lựa chọn giữa khách thị trường đông khách nhiều người hơn là cái thị trường leo tèo vào người khách. Đó là thứ hai. Cái thứ ba, thị trường gần, thị trường khách hàng đông và thị dễ tính, hàng dễ tính. À, bây giờ họ làm nhà Lưu Luân Dương làm nhà kinh doanh sẽ chọn không? Đó, tôi chỉ nói ba vấn đề đó thôi. Mà ngay cả rồi, Mỹ xin mời, rồi cho tôi xin góp ý kiến được mấy câu đó. Xin mời xin mời anh. Tôi từ đấy tôi dưới tôi nghe tôi thì không nên, nhưng mà tôi trước mắt nên chào tất cả các anh em trên diễn đàn. Những cái người mà nên mà nói về vấn đề là chống người Trung Quốc đấy thì nó lộ ra ngay thôi, nó là một cái loại gọi là chế độ cũ F3 F4 rồi, cho nên là cái tư tưởng của họ lúc nào cũng đế quốc của thực dân thôi. Nhưng mà ở đây về nói về bàn về vấn đề Trung Quốc ấy, thì tôi cũng nên chia sẻ như này. Tôi là người đang sống ở Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Nếu như bây giờ tôi nói bằng cả khu vực Tây Nguyên của chúng tôi trước cái đã, nếu như không có cái xe máy và cái máy công cụ tưới nước của trời người Trung Quốc, máy nổ của người Trung Quốc, thì cái vùng Tây Nguyên trồng cà phê này không phát triển được đến như bây giờ. Cao Hoàng Lan lên ấn như hôm trước đấy, yeah. Cái đường link ở bên dưới bạn ấn vào chứ có phải là gửi lời mời đâu, như là người ta hiểu rồi. Rồi nếu như cái nền kinh tế của Việt Nam phát triển được đến như ngày hôm nay là một phần là nhờ được cái hàng hóa rẻ của người Trung Quốc,
chứ không thể có tiền mà mua được những cái máy ô tô của Nhật, rồi là máy nổ của Nhật, xe máy của Nhật, là người nông dân Việt Nam là thời mở cửa là không có đủ tiền mà mua, mà chỉ mua được những cái phụ tùng máy móc của người Trung Quốc. Chính từ cái rẻ, cái máy móc của họ rẻ như vậy cho nên là cái nền kinh tế nó phát triển được như ngày hôm nay. Đấy là một thực tế ở cái vùng Tây Nguyên của chúng tôi, nếu như không có cái máy nông nghiệp của người Trung Quốc thì không cái vùng cà phê cao su nó không thể phát triển trù phú như vậy được. Cho nên là bạn đấy chỉ nhìn theo cái cách của cha ông của các bạn ấy thôi, lúc nào cũng cái hàng của người ta tốt tốt nhưng có tiền mua đâu. Thế rồi là bạn ấy nói là Việt Nam sao không xuất khẩu sang Mỹ, cứ xuất khẩu sang ưu tiên sang Trung Quốc. Thì tôi nói thừa với bạn rằng là cái trình độ của Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là 80% là hàng nông nghiệp, mà cái nông nghiệp của Việt Nam không thể bằng cái nông nghiệp của Thái Lan được. Cho nên người Thái Lan, người ta cái thị trường Nhật này, thị trường Mỹ, các nước châu Âu nó là hình thức khó tính. Cho nên là Việt Nam là nó lựa chọn cái con đường xuất khẩu sang Trung Quốc là cái con đường có cái thị trường dân số đông và cái hàng hóa dễ tính, thì người dân như chúng tôi mới có công ăn việc làm được. Chứ còn bây giờ bạn của Việt Nam mình nhảy lên một cái lên đến tận xuất khẩu sang tận các nước châu Âu như vậy thì tôi đồng ý các quan điểm của các anh đó. Cho nên là cái tư tưởng của các bạn mà mang tính chất là ghét người Trung Quốc như vậy là các bác bạn bỏ nó đi. Tôi khẳng định với bạn là cái nền kinh tế của Việt Nam phát triển được như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào cái máy móc, dụng cụ và những cái thị trường dễ tính của người Trung Quốc. Còn nếu như không, Việt Nam không thể đủ sức mà bán hàng sang các nước châu Âu, mà cũng không có đủ tiền mà mua được cái máy móc nông cụ của các nước châu Âu mang về phục vụ cho Việt Nam. Đấy là tôi nói cho bạn nghe như thế. Bây giờ đây, xin mời anh Lê Bảo. Bây giờ tôi rất đồng ý quan điểm của các bạn. Tất nhiên là chúng ta, cái đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp. Chúng ta muốn đi lên trên thành cái công nghiệp, chúng ta phải đi từng bước từ cái nông nghiệp lên. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn là hiện tại chúng ta đang ký nhiều cái hợp đồng với các nước tiên tiến. Nhưng mà trước khi muốn xuất khẩu qua được các nước tiên tiến đó, thì chúng ta có một cái thị trường lớn là anh Trung Quốc. Và xuất khẩu những cái nông sản của Trung Quốc, tôi nói cho các bạn rất dễ. Về kiểm định, rồi về số lượng, nó rất dễ. Rồi cái phương tiện vận chuyển, cái đường đi nước bước nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó đỡ cái chi phí hơn. Thì tôi đồng ý với các bạn áo xanh này, tên gì tôi nhìn không rõ đó. Là đồng ý với các bạn là nếu làm kinh tế, mà làm kinh tế anh cứ ngó trên trời cái gì anh chưa làm được, mà anh cứ ngó như các bạn trẻ hồi nãy, thì có nước mà đi phá sản. Cái thị trường lớn, dễ tính, chúng ta giải quyết được công ăn việc làm cho đại đa số nhân dân, mà nhân dân chúng ta sao cũng chiến tranh. Chúng ta đất nước chúng ta vừa giải phóng chiến tranh, con em của chúng ta bắt học. Thì bây giờ là cái lao động, phổ thông nó rất nhiều, mà Trung Quốc qua là giải quyết được đại đa số cái lao động đó. Bây giờ các bạn về quê về, các bạn thấy là những người nông dân, người ta con em ta trẻ trẻ là ta đi làm cho xí nghiệp hết. Và từ cái đó là bây giờ đất nước chúng ta đang phát triển. Mà nó phát triển đây là cũng nhờ đó, cũng nhờ những cái đâu đó mới có phát triển. Rồi bà con nông dân như ở Đắk Nông, như các anh bạn vừa rồi giờ mặc áo đỏ đứng quanh tay đó, là tôi thấy đó. Đúng chính xác thôi. Cái như cái máy của thằng Nhật bây giờ, như là cái Kubota, hoặc giả là cái Honda, Hitachi gì, cái giá cả thành nó rất cao. Mà nông dân chúng ta thì còn nghèo. Rồi, ngồi anh bảo mỗi người một thời gian khoảng 30 phút. Không, anh Bằng mở cái chỉ cách cho Cao Bằng Lan nó lên rồi. Cao Bằng Lan cứ em cứ bảo anh mở ra em mới vào được. Anh ở đây anh có đóng cái gì đâu. Ở đây anh Phú, anh đây anh Phú. Thật ra là cái luận điệu đó, cái luận điệu của bạn đó là muốn bài Trung phò Mỹ. Và tôi nói với bạn, nếu tôi chọn cái nền kinh tế mà để thiết thực cho người dân hiện nay, chứ tôi không nói về tương lai nha, là tôi chọn Trung Quốc chứ tôi không chọn Mỹ đâu. Tôi nói thẳng với các bạn, các bạn biết những cái như là cá tra nè, rồi tôm hùm nè, xuất khẩu qua Mỹ, cái lợi nhuận chúng ta được bao nhiêu? Nó treo cái thế của nó cho cái hàng của nông sản chúng ta như là treo trên cọng tóc. Nó muốn đánh lúc nào nó đánh, nó muốn tha lúc nào nó tha. Tôi nói với các bạn, không phải là ở đây theo Trung Quốc hay là bán đất cho Trung Quốc, bán đất cho Trung Quốc không thì bạn đã biết rồi.
nha. Ở đất nước Việt Nam anh Bình Vương như thế này, hiện nay Việt Nam đã hội nhập rất sâu và rất rộng vào nền kinh tế thế giới, đúng không? Kể cả mình quan hệ kinh về về vấn đề với Trung Quốc, mà quan hệ với Mỹ, với Nhật, với tham gia vào vào TPP, APTA, tất cả mà với tham gia tổ chức thương mại mại thế giới. Rồi tôi nói cho bạn thêm, nói mấy lời nữa rồi tôi xuống nè. Bạn nói là lệ thuộc cái kinh tế của Trung Quốc. Tôi nói kể cả thằng Mỹ và những nước tư bản giàu mạnh bây giờ vẫn phải lệ thuộc cái kinh tế của thằng Trung Quốc. Cái chuyện mà lệ thuộc kinh tế nó là việc bình thường. Nếu anh không tiến bộ, anh không phát triển được, anh nhờ giả anh thì anh phải lệ thuộc thôi. Anh không sản xuất được, thí dụ như Mỹ bây giờ nó không sản xuất cái những cái sản xuất những cái linh kiện về máy điện tử ấy, là Trung Quốc nó dồi dào, nó sản xuất, nó bán rẻ, thì anh mua cái rẻ là anh đã phụ thuộc kinh tế của nó rồi. Anh muốn cái rẻ anh phụ thuộc rồi. Cái chuyện phụ thuộc kinh tế nó là chuyện bình thường, nó không có vấn đề gì gọi là nô lệ. Mà chỉ có những người cọng rắn cắn nhà nhà muốn đế quốc Mỹ nó trở vào đây á, thì đó mới là chuyện không bình thường. Tôi nói cho bạn biết, ba đêm rồi bạn lên cái diễn đàn này của bằng Mỹ mà tôi bức xúc, tôi phải làm cái live riêng để tôi nói là bạn chỉ bữa nay tôi rất gợi ý là cho bạn leo xuống. Tại vì lên đây bạn dẫn cái hướng là muốn rửa mặt cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái vấn đề như thế này anh bảo này, ai muốn lên đây muốn rửa sao rửa, mình lên đây để mình phản biện, mà không phải nói cho bạn ấy nghe mà nói cho những người khác nghe nữa. Đấy là quan điểm của em. Mà nếu giả sử nó không hợp với anh Bảo thì cái chuyện đấy là của anh Bảo. Thế thôi. Rồi em xin mời anh Bình Vương. Cũng nhắn thêm cái là tôi muốn phản biện những cái thằng đó thôi. Cái thằng nó giả giờ nó nói nó là yêu nước, nó là bộ đội, nó leo lên diễn đàn yêu nước để nó tuyên truyền. Anh Lê Bảo ơi, đó là một trong những đại diện có những người có cái ý kiến, có cái quan điểm là muốn bài trung phò Mỹ. Thì bây giờ mình nói là nói chung để cho mọi có rất nhiều thành phần còn ngồi nghe dưới nữa, mình không khe cái chuyện đó, không sao. Mình có đủ lý luận phản biện thì mình cứ phản biện thôi, còn ai muốn đặt vấn đề gì kệ. Chào hết ba anh, em chào hết cả nhà mình, em cảm ơn tất cả nhà mình. Trả lời bạn Lương Dương nè, hiện giờ tôi đang nuôi heo để tôi xuất đi Trung Quốc. Nếu bạn không cho tôi làm ăn với Trung Quốc, đem mấy chục heo đem đi đâu? Trả lời cho tôi đi, cho bạn quay cái ngược lên đi, bạn bấm đường link bạn lên đi, bạn nói chuyện với tôi nè. Bây giờ bạn về bạn giải quyết 100 con heo của tôi hiện tôi đang nuôi. Nếu tôi không chơi với thằng Trung Quốc thì tôi chơi với thằng Mỹ. Bây giờ 100 con heo đó tôi đem máy bay tôi chở thẳng qua bên thằng Mỹ bằng một con heo sống được không? Trả lời nhanh gọn cho tôi đi. 2-3 ngày nay á là tôi rất là bực mình cái bạn này, bạn lên bạn xoay đủ kiểu hết á. Nhưng mà rất tiếc á là những ông anh này ông rất là bình tĩnh và ông rất là đàng hoàng, chứ mà gặp đến tôi rồi tôi không có đàng hoàng với bạn được. Bởi vì bạn hỏi nhiều cái câu mà người ta đã trả lời cụ thể cho bạn hiểu luôn rồi. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị tôi xuất được 100 con heo, bây giờ tôi đem đi đâu? Bạn trả lời đi. Cô hỏi câu đó, cô hỏi câu đó hơi khó. Bây giờ nè, mình ví dụ 100 con heo Việt Nam mình nó tiêu thụ 50 con, còn 50 con tôi dư tôi đem đi đâu? Tôi đem qua Mỹ được không? Cô ơi, trả lời đi, tôi đem đi đâu? Bây giờ cô hỏi cô nè, ví dụ bây giờ 1 ký heo cô bán Luân Dương cái trả lời câu hỏi đang dùng để con nói con nghe cái đã. Bây giờ con hỏi cô, thí dụ như bây giờ cô bán cho alo, chào chị Cao Lan, 40.000 một ký, cô bán cho Mỹ 80.000, vậy cô bán cho ai? Bây con giờ hỏi cô hỏi này, bây giờ bạn hỏi tôi phải không? Tôi trả lời luôn nè. À. Trung Quốc 40.000 đúng chưa? Mà tôi bán cho Mỹ 80.000 đúng chưa? Rồi cô bán cho ai? Bây giờ tôi bán cho tôi chỉ cần bán cho thằng Mỹ 60.000 thôi, tôi không cần bán 80.000. Dưới một điều kiện thằng Mỹ nó chấm luôn cả lông lá cứt đái nó qua bên Mỹ luôn không? Hay là nó biểu tôi vào kho đông lạnh tôi làm tất cả đủ đầy đủ thành phẩm tôi lên bán. Bây giờ con hỏi cô muốn bán vô nhà người ta thì cô phải làm theo cái điều kiện của người ta chứ. Nhưng mà cái điều kiện đó đến với người nông dân với những người chăn nuôi của tôi nó quá chậm. Tôi thích bán liền và nhanh gọn, tôi thích tiền tươi. Thì nếu mà cô bán thì vẫn tiền tươi, cô mới chứ giao hàng chứ. Cái chuyện nó làm ăn là cái chuyện bình thường. Chứ cô, trời cô ơi hỏi... trong khi thằng Trung Quốc ở sát bên cái đích của mình đây, nó sát bên cái đích mình đây, mình chỉ cần đưa hàng đó là mình nhận tiền liền. Việc gì mình không làm ăn với Trung Quốc mình phải đi vớt qua bên thằng Mỹ. Bây giờ đúng con chưa? Nói cô này, bây giờ con nói với cô nè, người ta là kinh doanh, cái đầu óc người ta là chân chính, chứ không phải là người ta kinh doanh cái kiểu ma giáo như thằng Tàu. Biết bao nhiêu cô nghe cái bây giờ mấy anh thấy cho em đối thoại với cái cậu em Luân Dương này. Bây giờ chân chính
tắm là như thế nào, bạn trả lời cho tôi cái câu chân chính. Tôi đem 100 ký heo qua, tôi lấy 100 tiền, 100 ký heo giờ... tiền đem, tôi đem ma giáo là ma giáo chỗ nào? Bây giờ con nói cô đi, cái người Việt Nam vô, người ta làm ăn với Việt Nam mình, đang cái đặc trưng của người ta là iPhone đi. Bây giờ chân chính tắm là như thế nào, bạn trả lời cho tôi cái câu chân chính. Tôi đem nó bị dội rồi anh Bằng, hình như em bị dội rồi anh Bằng ơi. Bây giờ con nói cô, bây giờ con nói cô như cái trình bày con hồi nãy đó, cái thằng Trung Quốc nó vô cái gian thương, nó vô nó mua nào là móc heo, là đĩa, là heo mỡ, tất cả những cái vân vân và vân vân, nó làm cho cái người nông dân mình điêu đứng biết bao nhiêu lần, nào là phải giải cứu dương heo, giải cứu thanh long, giải cứu heo, giải cứu vịt. Cô cứ nghĩ đi, cô bây giờ người Mỹ người ta vô, người ta với cái chiều hướng người ta làm ăn chân chính, đặt cái trường hợp một cái điện thoại giống như iPhone, nó mắc thiệt nhưng mà cái chất lượng nó tốt. Điện thoại iPhone bây giờ bạn cứ đi thẳng vào vấn đề heo cho tôi, đừng có đem những cái lòng vòng nào là đĩa sâu bọ rồi đã đặt, bạn cứ đi thẳng vấn đề 100. Cô ơi mình phải đi cái tổng quát mình mới kết luận được. Tôi chỉ cần trả lời cho tôi, nếu 100 con heo này tôi không bán cho thằng Trung, tôi bán cho ai, bạn trả lời tôi nhanh trong vòng 100 con heo thôi. Bạn đừng có đi nào là điện thoại máy móc đồ. Bây giờ này bởi vì con các bạn thôi vàng thôi, mấy đám nhỏ này là cái trình độ hiểu biết và cái nhận thức của bạn quá kém. Không phải em xin lỗi anh, cầm cho em nói tí xíu là em xuống là tới lượt mấy anh nói nè. Ở đây không phải trình độ của cái bạn Luân Dương quá kém, anh Bằng ở đây không phải là quá kém, nhưng cái bạn đó bạn thích lên bạn đi xoay vòng, bởi vì cái bạn này á là bạn chỉ nghe những cái đám mà người ta gọi là Mỹ là good, Mỹ là số 1, Mỹ là number 1, Mỹ là vi diệu, ABC văn văn đó. Xin lỗi này, ai đem tới lợi nhuận cho tôi là tôi chơi. Không cần Mỹ, Trung Quốc, Nhật, ai cứ đem tới lợi cho người nông dân tôi, nhanh gọn lẹ tôi chơi rồi xong ok. Nói với bạn một câu cho vuông luôn đi, không có lòng vòng lòng vòng. Đấy là những nhà buôn. Nói một câu. Đó là luận điệu của những cái anh này không hiểu biết gì cả, nhưng mà tôi nói một câu như là tại vì nhà tôi thường tôi ở bên Mỹ thật, nhưng mà thường là tôi coi cái đài truyền hình Vĩnh Long rất là ngày nào cũng coi. Bà này nói sai hoàn toàn ở một cái lý do chỗ này: tất cả những người gian thương của Trung Quốc qua Việt Nam đều bị bộ khuyến nông của Việt Nam cảnh cáo của cho trước cho người dân biết, từ móng heo cho tính thịt mỡ, các cái ngắn ngày, cây ăn trái ngắn ngày, cây cỏ của mẹ dân, là ở bộ khuyến nông đã cảnh cáo người dân trước không nên nghe lời những gian thương, những người mà đi xuống vườn đó. Nhưng mà vì tấm lòng tham của người nông dân mình, mày hiểu tôi nói chưa? Đây tao coi đài truyền hình Vĩnh Long hàng ngày, nó có một tiết mục là nhà nông á. Đúng là cái nhà nông, có nghĩa là từ ốc bươu vàng, rồi từ đĩa, từ cái là nhà nước mình đã cảnh cáo người dân rồi, nhưng vì cái chỗ người dân mình không nghe lời, vì lòng tham, nó làm cho một bữa đầu rồi bữa sau nó làm nữa, tưởng bở ăn ngon ăn, nó không làm, nó không thua mua nữa, ôm hận rồi. Đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, mày nãy mày nói giống như câu mà Lan nói đó, một câu mỗi nghe không nói là gì, nhưng mà nó quên mất mẹ ở chỗ là mày muốn chuyển qua Mỹ, mày bộ mày đi bộ à, mày phải đi bằng máy bay, chi phí vận chuyển rất là cao. Một cái xoài cát hoài đập ở Việt Nam có 1-2 ngàn bạc, qua Mỹ là mày tính là 13 đô một cái thì mày tính đi, nhưng mà mày đòi hỏi biết là sao nó cao, chi phí vận chuyển rất là nghiêm ngặt mà xa xôi nữa. Mày muốn làm gì? Anh cầm cho em nhắc lời cái chỗ mà chi phí vận chuyển nè. Thứ nhất là cái chi phí vận chuyển là em không nói rồi, tại vì đường xa thì tất nhiên là cái vận chuyển nó xa là điều đó em không nói. Nhưng cái thị trường của thằng Mỹ nó rất là kén hơn cái thằng Trung Quốc, nhưng mà người Việt Nam của tụi tôi thích nhanh và gọn. Nói cho Luân Dương nghe và hiểu như vậy. Luân Dương đừng có đi lòng vòng, Luân Dương đừng có đi lòng vòng những cái câu chuyện này nữa. Bạn phải rộng cái đầu ra một tí xíu. Nhưng mà rõ ràng người dân mình ngu. Nói thẳng cho em nói tí xíu nữa đẹp. Còn á, là cái người nông của mình, cái người dân của mình á, là người bị người ta đánh vào cái lòng tham mà thua. Tham thì tham, hiểu chưa? Luân Dương đừng đổ thừa, cái này ta đã nói rồi. Một bước chân lên tại thì là nói cho Luân Dương nghe như vậy, bạn cứ tham quá rồi bạn tại bị thì là nói cho bạn nghe vậy, bạn đừng có lòng vòng.
ngày nào vợ tao nó cũng coi cái kênh truyền hình 95, bởi vì truyền hình 95 nó có nhiều phim rất là hay về vấn đề xã hội. Thành ra tao thấy ở đó nó có một cái gọi là một cái chương trình khuyến nông, tất cả nhà nước đã cảnh cáo và nhà nước đã chỉ đạo vào những cái loại thực phẩm cây ngắn ngày dài ngày ghép cành ghép lá, người ta đã thực hiện chủ trương là ta đưa những nhà khoa học về nông nghiệp xuống ở dưới để dạy cho bà con làm những cái loại giống mới, rồi ví dụ như là mít không hạt, rồi nói chung là tết tuần tật rất là nhiều, nhưng mà người ta là không nghe lời của bộ khuyến nông mà người là khoái nghe lời mấy tụi gian thương đó, đã mẹ bà nó sẽ bị cái đó rất bị lường gạt, là đáng cái đời con ơi, con ngu quá không thấy chịu thôi, nói cho Luân Dương nghe, Luân Dương nghĩ Luân Dương đừng có đổ thực lực dân dân vì lòng tham, vì lòng tham hiểu không, đủ mà tham quá thì phải chịu thôi. Hỏi mày á, cái con đĩa từ xưa tới giờ đủ má là người Việt Nam sợ chết đĩa mẹ luôn, bây giờ thu mua đĩa rồi con bò con trâu nó thu cái móng không à, mà cái đầu này em bắt cầm em chỉ lên em chỉ nói với cái bạn Luân Dương này thôi, còn đúng mình xin mời mấy bác do người nông dân tham mà ra. Dạ. Em đi xuống cho em nói một câu, em đi xuống mình nhắc mấy bạn ở dưới nè, những cái thành phần này là thuộc cái kiểu như là mê Mỹ quá, nên cứ ly lên trên này mà cứ đem cái thằng Mỹ với thằng Trung Quốc ra mà so sánh, chứ bạn ấy mà bạn không nghĩ là người nào ở gần đem cái lợi nhuận cho mình là mình chơi, chứ ở đây cũng không có ba sọc ba que, các bạn đừng có nặng cái câu là ba sọc ba que nhiều quá, đó là cái lời mình nhắn lại với mấy bạn còn thôi. Là em chào anh Bằng, em tổng chào tất cả mấy anh trên diễn đàn, em chào hết toàn bộ dưới nghe đó. Nó lên thì tao đối chết với nó, mấy đồ thứ ngu mà cứ hở cái lung dân gạt ra, lung gạt là đủ má, bởi vì người nông dân ở Việt Nam mình rất là tham tiền lắm, cái gì mà nhanh lẹ gọn tiền nhiều là làm thôi, đủ mà nghe lời dụ dỗ, đủ mà con bò con trâu rồi đủ, tôi hỏi mày bố cái chân để đi, nó lấy mẹ nó cái móng không thì đủ mẹ làm sao đi, rồi sao mất chào bác nha, thế mà nó cũng nghe lời được à, còn đĩa thì đủ chào bác mẹ luôn, nó đủ đi mua đĩa đủ mà xin hà, người Việt Nam mình bỏ ruộng bỏ vườn bỏ hết rồi đủ mà đi nuôi đĩa. Rồi, chào mọi người. Không là ngu rồi. Cho nói bác Cầm ơi. Rồi. Cho nói chút là đã tôi lúc nãy tôi đã nói Luân Dương rồi, hãy đặt mình vào một nhà kinh doanh, một nhà kinh tế đi. Đừng đặt mình vào cái bọn vai vế của những thằng ba que. Cuồng Mỹ vài tinh. Đặt mình vào một nhà kinh tế đi. Mà đã là một nhà kinh tế thì mình phải tính toán cái nào có lợi, đem lại lợi nhuận thuận lợi nhất cho mình là mình làm. Tôi nè, bác Cầm nè, ở bên Mỹ này, là những người ở bên Mỹ nè, đi chờ vào các cái chợ ở Mỹ này này, tìm được hàng Mỹ khó lắm, hàng Trung Quốc không à, hàng Việt Nam cũng không có thiếu đâu, thị trường Mỹ đó. Mà đừng có nói là hàng Trung Quốc là lệ thuộc Trung Quốc hay không này. Bên Mỹ này, tôi và bác Cầm là đang ở Mỹ này, đi chợ tìm được hàng Mỹ cũng không phải là dễ đâu. Ngay trên thị trường Mỹ mà tìm hàng Mỹ vàng có mắt đưa ra, hàng Trung Quốc không à. Thêm một số hàng Việt Nam mà hàng Trung Quốc bó. Ngồi đó đường bớt đi, hãy đặt mình vào cái vai của một người làm kinh tế, thầy phải biết chọn lựa khách hàng. Lúc nãy tôi nói đâu tôi không nhắc lại nữa. Bớt cái cuồng Mỹ đi. Đây này, chúng tôi đang ở Mỹ nè, mua hàng Mỹ ở thị trường Mỹ này, tìm vàng có mắt ra đây này. Chúng tôi lật lên Made in China không có, bác Cầm đó kìa, đi chợ này đi tìm được cái hàng, tránh cái hàng Trung Quốc khó lắm. Mỹ đang bao nửa trái đất, cho nên đừng có nói là Việt Nam lệ thuộc đâu. Việt Nam bắt phải, bạn phải xác định thế này, đất nước Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là nông sản là chủ yếu. Xuất khẩu nông sản qua Mỹ là cực kỳ khó, không dễ đâu. Rất Mỹ nó bảo hộ kinh khủng lắm, nó bảo hộ bằng cách đánh thuế.